nghiên cứu quy mô lớn của các nhà khoa học Anh thuộc Đại học Oxford và Đại học Cambridge mới được công bố trên tạp chí The Lancet, nêu khả năng nguy cơ tử vong sớm do hậu quả của tình trạng béo phì ở nam giới tăng cao. Tăng cao hơn so với người béo phì là nữ. Đồng thời lưu ý rằng nỗ lực giảm cân có thể hạn chế nguy cơ nói trên. Nhóm nghiên cứu đã xem xét dữ liệu từ 189 khảo sát trước đó tại châu Âu, Bắc Mỹ và các nơi khác liên quan đến 3,9 triệu người từ 20 tuổi đến 90 tuổi. Những khảo sát này cũng lưu ý đến số liệu tử vong 5 năm sau đó. Ghi nhận là có gần 400.000 người chết. Nhìn chung, đối với người có thể trọng bình thường thì tỷ lệ tử vong trước 70 tuổi chỉ là 19% ở nam giới và 11% ở nữ giới. Còn đối với người béo phì, tỷ lệ này tăng lên tới 30% ở đàn ông và 15% ở phụ nữ. Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh đến tỷ lệ tử vong tăng lên rất cao ở nam giới so với nữ giới cùng bị béo phì. Nhiều nghiên cứu đã từng cho thấy tình trạng béo phì liên quan đến bệnh tim, đột quỵ, đái tháo đường và ung thư. Những người béo phì có vòng 2 vượt mặt không chỉ gây mất mỹ quan, khiến chị em nữ tụt hứng mà còn dễ trục trặc chăn gối, ngán ngẩm cảnh chưa đến chợ đã hết tiền. Thậm chí còn rối loạn cương dương, giảm khả năng xuất tinh, dẫn đến khó có con.